Em chào anh. Vâng. Anh cho em biết về họ tên, địa chỉ, quê quán, hiện tại anh đang sinh sống ở đâu? Em là Phùng Văn Cảnh. Hiện tại em đang sinh sống ở trường học cấp 1, cấp 2 Sơn Đông, Sơn Tây, Hà Nội. Anh tâm sự em biết về quá trình ngày trước, bệnh tật của anh như nào? Đầu tiên thì khoảng 30 tháng 4 năm 2019 thì em bị đang khênh đổ vần nặng, bị nhói ở phần bên hông. Dạ vâng. Và từ đấy thì em đi tiêm của một bà gần nhà. Dạ vâng. Đấy. Anh tiêm bao nhiêu thời gian? Bệnh tình có giảm không? Nói chung thì em lúc đầu thì tưởng đơn giản thì cứ tưởng đau dây thần kinh. Dạ vâng. Thì đi tiêm 3 ngày. Dạ vâng. Nhưng mà bệnh không thuyên giảm, lại đau thêm. Dạ vâng. Đấy. Và lần thứ hai lại đi lên trên gần viện 105. Dạ. Mình lại tiêm. Dạ. Đấy, tiêm 7 ngày. Nhưng mà gọi là tiêm thì chỉ đỡ được một chút, sau nó lại đau. Dạ. Đấy, và sau đó thì em đi vào bệnh viện 105. Em chụp X quang, đầu tiên là em chụp X quang đã. Dạ vâng. Thì họ là bảo đau dây thần kinh tọa. Dạ. Thì em về đi châm cứu. Châm cứu thì cũng ở gần nhà. Dạ. Châm cứu thì họ cho châm cứu xong thì họ cho thuốc về uống, là thuốc cũng thuốc bắc đấy, nhưng mà cũng được hơn tháng nhưng mà cũng không thấy đỡ. Dạ. Đấy. Sau khi anh điều trị nhiều nơi không hiệu quả và đi chụp chiếu, vì bệnh mình bị đau thần kinh tọa. Vâng. Anh có đi chụp chiếu tiếp ở đâu không? Vâng, sau đó thì em đi chụp chiếu tiếp cũng ở viện 105. Dạ. Sơn Tây. Thì bắt đầu em chụp cộng hưởng từ. Dạ vâng. Thì lúc đó cho ra kết quả là thoát vị đĩa đệm. Dạ. L4, L5 và L5, S1. Dạ vâng. Đấy, và L5 thì là bị khô. Dạ. Khô nhân nhầy. Dạ vâng. Sau đó anh về điều trị ở những đâu được không? Không ạ, à, lúc ấy thì em thoát vị đĩa đệm thì lúc gặp anh Thủy ở Đại Quang. Dạ vâng. Cùng làm nghề ngành gỗ em. Dạ vâng. Thì anh mách xuống nhà thuốc và cho địa chỉ nhà thuốc nhà mình. Anh có thấy anh Thủy anh bị làm sao không? Anh Thủy thì cũng bị thoát vị đĩa đệm và vâng, cũng không đi được. Dạ vâng. Chống nặng. Dạ vâng. Đấy, và anh uống nhà thuốc cũng 4 tháng là cũng đã khỏi hẳn. Và dạ vâng. Hiện giờ anh thấy anh em bảo anh cũng hoạt động đi đá bóng vì gì bình thường được rồi. Dạ vâng. Đấy. Em hỏi tỉ mỉ hơn là ngày trước anh đau như nào và triệu chứng cơn đau của anh có nặng không? Ngày trước thì em bắt đầu đau thì là đau về phía bên tay chân trái. Dạ vâng. Đau ở lưng và chạy xuống chân trái. Dạ. Nhưng mà khi đi tiêm thuốc tây ấy, dạ, gọi là thuốc tây. Dạ. Thì sau bắt đầu nó lại đau sang chân phải, và từ đó bắt đầu cứ đau ở bên chân phải và rút xuống tận gót chân và ngón chân. Dạ vâng. Đi lại có bình thường ngay? Nói chung đi lại thì rất khó khăn. Dạ. Và phải đi ví dụ đứng này thì mình có khi là giật nhoàng gái xuống tận đau tận xuống gót chân. Dạ vâng. Cái cơn đau kéo dài của anh bao nhiêu tháng? Nói chung cơn đau trước khi gặp nhà thuốc thì em đau mất 3 tháng. 3 tháng. Rồi lúc đó anh đi lại làm việc có bình thường không? Nói chung thì đi lại thì và làm việc rất đau, nhưng mà cái công việc của mình thì mình vẫn phải cố gắng thôi. Dạ vâng. Anh đau về ngày, đau về đêm nhiều? Em nói chung là đau âm ỉ cả ngày. Dạ vâng. Đến lúc nếu mình làm việc nhiều khi quên thì không nghĩ đến đó thì cũng chả thấy thế nào cả. Nhưng mà đến lúc mà nghỉ việc thì nó cứ đau âm ỉ đến lúc. Vâng. Sau khi anh về nhà thuốc, được nhà thuốc điều trị những pháp như nào?
Sau khi về nhà thuốc thì nhà thuốc Lại Văn Thoan đấy là cho em một tháng thuốc đầu tiên á, em gồm có 6 miếng lá đắp và 10 thang thuốc uống. Mới đầu bệnh tình của anh thì có đau lên hay giảm luôn? Nói chung em uống một tháng thì nó lúc đỡ lúc đau đấy. Còn tháng thứ hai thì bắt đầu bệnh tình nó giảm dần dần. Anh điều trị tổng nhà thuốc mấy tháng anh khỏi hoàn toàn? Em điều trị tổng nhà thuốc là 3 tháng. 3 tháng. Từ đó anh khỏi mấy tháng chưa? Rồi em khỏi được 4 tháng rồi. 4 tháng. Hiện tại anh làm việc bình thường chưa? Hiện tại em làm việc bình thường rồi. Anh hàng ngày làm việc anh còn đau nữa không? Hàng ngày làm việc thì em không đau nữa. Không đau nữa. Đi làm việc bình thường nhỉ. Vâng. Công việc hàng ngày của anh là anh làm nghề gì? Công việc của em là làm nghề mộc, Nghề đồ mộc. gỗ. Ngày trước là anh đau nhiều và điều trị nhiều nơi không hiệu quả. Vâng. Anh cho em biết về những nơi mà điều trị những pháp như nào. Những nơi điều trị thì nói chung điều trị thuốc tây chỉ có tiêm thôi. Vâng, và một tháng châm cứu thì người ta châm cứu xong thì em cũng uống thuốc bắc. Đấy, Bệnh và tình có cũng thuyên giảm nhiều không anh? bệnh trình tình thì lúc đầu thì châm cứu xong thì thấy nó đỡ đau nhưng mà hôm sau nó lại Lại đau. đau trở Sau đó lại. anh được người quen mách và đến nhà thuốc điều trị tổng 3 tháng. Và Từ nay anh khỏi được 4 tháng rồi. Trong suốt 4 tháng qua anh làm việc bình thường có còn đau nữa không? em làm việc không đau nữa. Không đau nữa. Hôm nay em lên ghi hình của anh thay mặt nhà thuốc thì em cảm ơn anh. Và cho em bớt chút thời gian cho em xin hình ảnh về quá trình điều trị khỏi thoát vị đẹp của nhà thuốc. Kèm với Vâng. đọc huyền thoại nữa. Cảnh chùa Khai Nguyên rất là đẹp. Anh có cảm nhận nhà thuốc điều trị bệnh cho anh có hiệu quả không? Nói chung trước tiên thì cảm ơn nhà thuốc là nhà thuốc đã ra được bài thuốc hay để điều trị cho bản thân em và những người cùng bị bệnh như em. Đấy. Thay mặt nhà thuốc em cảm ơn anh nhé. Chúc anh và lại gia đình luôn anh khỏe. Vâng. Vâng, em chào anh ạ. Là bó được tròn chảo đảo thật đều sao từ 1 đến 5 phút cho đến khi nhiệt độ của lá đạt khoảng từ 30 đến 40 độ là được, rồi ta bắt ra. Là bó sau khi được sao từ 1 đến 5 phút ta bắt ra đổ rượu cho đều, dùng thìa đảo lá thật đều lên, dụng cụ gò na gồm có hai cách. Cách thứ nhất, bệnh nhân chuẩn bị một tấm vải xô kích thước dài từ 3 phân rộng 2 phân. Cách thứ hai, bệnh nhân dùng một chiếc khăn sứa của trẻ á sinh kích thước dài từ 3 phân rộng 2 phân. Nhà thuốc sẽ hướng dẫn cách gói lá bằng vải xô trước. Lá bó sau khi được đổ rượu và đảo đều, ta xúc lá từ trong chảo cho vào tấm vải xô, dùng thìa dán mỏng lá vuông góc bốn cạnh đều tay, ra quấn bốn đầu của tấm vải xô lại. Mặt ngoài của lá, bệnh nhân có thể dùng một tấm ni lông đặt mặt ngoài hoặc một tấm giấy cũng được. Người ta ngửa lá lên. Đây là cách gói lá thứ nhất của nhà thuốc đã làm xong.
Còn cách bài học thứ hai, bệnh nhân chuẩn bị một chiếc khăn sữa của trẻ sinh, sau đó ta dùng kéo cắt vào đầu ra. Người ta mở miệng túi. Xúc ná từ trong chảo đổ vào túi. Sóc ná vuông góc đều tay bốn cạnh lại. Chúng ta quấn một đầu của túi lại. Mặt ngoài của lá, bệnh nhân cũng dùng một tấm ni lông hoặc một tấm giấy đặt mặt ngoài. Người ta ngửa lá lên. Đây là hai cách gói lá của nhà thuốc. Bệnh nhân thích chọn cách 1 và cách 2 cũng được. Người đã vào vị trí bị bệnh. Cháu chào bác ạ. Bác cho biết về họ tên địa chỉ bác ở đâu? Tôi tên Đỗ Danh Sách. Dạ. Thôn Ngọc Than, Ngọc Mỹ, Quốc Oai, Hà Nội. Vâng. Bác bị làm sao bác đến nhà thuốc? Thì trước kia là nó cứ bị đau lưng. Dạ. Đấy, thế thì đã đi mổ một lần năm 2010 rồi. Vâng. Thế thì từ năm 2010 vừa rồi, cách đây khoảng một tháng. Dạ. Tự nhiên đi thế nên nó lại cứng hết hai bọng tròn không đi được. Dạ vâng. Nó lại sưng lên. Dạ vâng. Đấy, sưng lên thế mà cách đây khoảng 4 ngày thì coi như cái chân bên phải nơi đi dơ nó đâm thuộc. Dạ. Vâng. Đi lại là lệch người không? Lệch người thì cũng chưa hẳn là lệch, nhưng dạ, vâng. Cái chân nơi đi nó không đá được lên. Vâng, đi là ba cái chân nữa. Vâng. Vâng. Đi cái kiểu nó vơ dạ rồi. Vâng, bác đau như nào? Đầu tiên đi nó chỉ có, đương nhiên thì nó chỉ có đi nó không đi được, nó cứ cứng hai bụng tròn. Dạ vâng. Bên đuôi. Dạ vâng. Thế sau rồi thì nó cứ sưng dần dần, sưng dần dần. Vâng. Vừa trong nhóm xem phim thì bác bị thoát vị đốt sống cổ nhá. Vâng. Thoái hóa kèm, đặc biệt là bác bị thoát vị đốt sống lưng từ N1, N2, N3, N4. Vâng. Và trượt N4, N5 nhá. Vâng. Kèm là thoái hóa nặng nữa. Bây giờ chân bác là đang bị sưng và phù vì nó chèn đến thần kinh mà nhá. Vâng. Hôm nay bác đi nhà thuốc, cháu kết hợp tắc thông uống nhá. Thì bác nằm xuống giường cháu đi. Bác nằm xuống giường. Cái sưng phù đi lại nơi vâng. Nó màu hả? Rồi bác sưng lên trên thế nào nhỉ? Hai chân đều như nhau, một chân trái thì có thịt. Chân phải. Bác dưới hai tay xuống đi. Đặt hơn với hai tay xuống. Đây là chân của bệnh nhân. Chân bên này là sưng. Đấy, chân bên đây là đi đâm vơ dạ, đâm thuộc. Dạ vâng. Còn chính chân bên đây là sưng to hơn. Vâng. Chân bên chân trái là sưng to bác hơn. Bác ngủ ở Việt nào? Việt Đức ạ. Việt Đức ạ. Bác ngủ được mấy năm rồi? Mùa năm 2010 đấy. Bác nghiêng người, nghiêng người đó. Đó. Hiện tại bệnh nhân đã mổ phẫu thuật rồi nhé. Bác vị ở đây. Bác cũng rất là nặng nhé. Thì sau mấy năm 2010 ạ. Sau 8 năm, 9 năm đúng không? Là tái phát nặng. Đó. 10 năm rồi. Gần 10 năm rồi. Bác đến thuốc cháu bác cũng uống nhé. Cái mổ bác có sẹo như trứng sẹo này để lại sau mổ nhé. Ai bắt xuống đây? Đến thời thì báo cáo với bác là có bà xã đối với thằng con dài rồi. Dạ. Tìm hiểu chỗ thằng em nhất là thằng Hùng Hốn. Dạ vâng. Thằng Hùng Hốn thì nó để gọi tôi một câu. Dạ. Nhưng mà ngoại thì nó cũng xa rồi. Vâng. Anh Hùng này trước anh bị thoát vị đèn với xẹp cái đèn đấy. Vâng. Cùng chị mổ người nhà ông rồi, nhà ông ạ. À? Vâng. Dạ anh hỏi hoàn toàn chưa? Giờ chúng nó tôi thì ở nhà chả có đi đến đâu. Ừ. Mà cũng chả có biết giờ họ nhưng mà ai mách bác xuống nhà thuốc à? Đấy là chưa nói chuyện với bác mà bà xã bà ấy hỏi thăm thấy mấy anh con trai này à. Hỏi thăm thế thì người ta cứ kể đấy. Trước khi đắp nhá thì làm bó làm sao là anh nhìn nhá. Vâng. Đắp bệnh nhân có thể dùng một tấm vải khăn mặt lại được nhá, hoặc có thể cuốn từ 5-3 tờ giấy này nhé.
đắp vào vị trí thì thoát vị đấy. Bác ra vị cả đốt xuống cổ nhé. Thì cháu sẽ cho thuốc uống mạnh và đốt xuống lưng trước, xong cổ bác cả uống, thế là phải uống luôn. Đắp có thể là dùng một tấm giấy này cũng được. Thường thường thì em hay đắp bằng tấm vải này cho nó hiệu quả nhé. Phải đặt lá lên mặt ngoài của lá, bệnh nhân dùng một tấm giấy này cũng được. Hoặc là dùng một tấm ni lông, đắp một tấm ni lông này tốt hơn nhé. Ngày trước là người nhà bác đã bắt lên đúng không? Hay là tìm hiểu ở đâu? Đấy là bà xã bà ấy tìm hiểu thế mới thân con già đấy. Cứ hỏi thăm. Sao anh vừa nãy hỏi được mà anh cũng mách bắt được đây? Chuyện với bác bảo là nó là gọi tôi bằng câu nhưng mà bên ngoài xa xa rồi. Vâng. Không có đi lại với nhau. Vâng. Anh vừa nơi trước là viện của chị ngủ đấy. Vâng. Anh nhấp thuốc một thời gian rồi anh khỏi rồi. Hôm trước anh có sang nhà anh Huấn không anh? Dạ. Hôm trước anh có sang nhà anh Huấn không? Hôm mỗi ba. À ba sang hỏi thăm đúng không? Vâng. Dạ anh Huấn anh khỏe bình thường rồi đúng không? Vâng. Đi làm công ty rồi. Đi làm rồi. Ngày trước anh liệt đấy, không được đâu. Kêu khóc ở trên giường. Đó, thì tôi đắp lại đắp xong rồi nhá. Nào đắp thì bác tối đắp, ngày bác nghỉ nhá. Không phải là ngày nghỉ tối đắp nhá. Trên phim hình ảnh của bác thì pháp bị nặng N1, N2, N3, N4. Đặc biệt là trượt và thân đốt N4 này là 5 nhé, N1 nhé. Đó, chờ ra trước này. Và chèn đến kinh đường, xin chèn đến chèn đúng tuyển này. Thế là cái mổ cũ N2 và N3 nó không được gì vậy? Nó vẫn bị tái phát vào này, đây nhé. Bây giờ văn nặng nhất là N4 này là 5, N1 nhé. Và chèn đắp đến kinh này. Và chèn đúng tuyển, xin chèn hình tượng tê chân và xương phù chân nhé. Còn hình ảnh đơn cứng cổ của bác này thì có hình ảnh thoát vị và thoái hóa thì cổ nhé. Bác hiện tại cổ bác đau như nào? Cổ thì đùi thì nó cứ bôi mỏ. Vâng, nó tê tay không? Tê tay bùi rồi cổ lắm anh ạ. Vâng. Tê 10 đầu một tay thế mà này nói chuyện với bác ấy. Bình thường hàng ngày ngủ dậy vo cái khăn mặt mà cũng khổ. Đúng rồi. Thì hình ảnh của bác thì thoát vị cho xương cổ, thoái xương cổ C4, C5, C6 nhé. Ngày nào bó nhé, bác dặn bác với anh này nhé. Tối bác đắp thì bác nghỉ. Cái thứ hai là chữ đắp bác bôi nghệ ở đó khắp vùng vị trí lá đắp trên lưng nhé. Bôi nghệ bác. Bôi nghệ từ đấy ạ. Bôi nghệ từ 5 ngày hay 1 miếng nhé. Tối đắp thì ngày nghỉ, hàng ngày sao lại đắp vào vị trí này nhé. Bôi xong rồi đấy. Thế này thì sao lại? Hàng ngày hôm nào đắp tiếp, một ngày bỏ ra lá ra trong ngăn mát, lại sao lại đắp vào. Còn miếng nào chưa dùng một để mà lá ra con nhé. Sang năm sau lại đắp vào, 5 ngày sau có đứng xuất lá đi và cho nông rượu để bóp nhé. Đắp vị trí này nhé. Công điều trị từ 3 đến 4 tháng là khỏi hoàn toàn. 5 ngày một miếng lá này. 5 ngày một miếng, 5 ngày một miếng. Thế mỗi một ngày là coi như đêm đắp, ngày bỏ. Đúng rồi. Xong rồi tối đến lại sao xong rồi lại đắp. Đủ rượu đắp vị trí này nhé. Đủ rượu bao sao? Sát xong rồi rượu nhé. À thế. Rồi, uống xong rồi. Chị bị đau này bao năm rồi chị? 3 năm rồi. Chị đau cái nào nhiều? Tê chân này chị? Tê. Đây chị 3 tuổi rồi. Thế nào? Bỏ ra nó nặng không đi được. Sao bên trái nhiều không? Vâng. Bình thường đấy. Đau không?
Đi đâu? Đi đâu? Đi đâu? Đi đâu? Đó. Được. Cảm giác thấy chịu hơn chưa? Vâng. Thì chữ đáp nha. Thì cô bệnh nhân thì có thể dùng một tấm khăn mặt này vừa kích thước của nạ đặt mặt trực tiếp vào thịt nhé, hoặc là bệnh nhân dùng một tấm giấy này đặt vào trong. Thường thường thì muốn như khúc thuốc thì đặt một tấm vải nhé. Đắp nạ lên, nạ bó được sang này được, đặt trực tiếp lên đây. Mặt ngoài của nạ thì bệnh nhân có thể dùng một tấm giấy cũng được. Mặt ngoài hoặc có thể là lót một tấm ni lông cho đi nạ tốt. Thông thường nhà thuốc hay đắp bằng tấm ni lông này cho đi nạ tốt là nạ không phải dây da dựa nạ hoặc dây da áo. Cùng một vòi nạ nữa thì dùng băng phun này nhé. Cố định lại. Tối đắp thì ngày nghỉ nhé. Anh cũng ngồi đây em hướng dẫn cho. Đắp thì ngày nghỉ. Trong quá trình điều trị không chịu thịt chó cho em nhé. 5 ngày thay vào miếng. Hàng ngày bỏ nạ ra rồi lại sao lại đắp IC này nhé. Cái này sao nóng từ 1 đến 5 phút rồi rượu đắp vào thôi. Nhé. Có gì cả đắp có uống điều trị thứ 2 4 tháng. Trong ngắn nó vào đấy. Này sang trái nhé. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.